Đi ăn hàng nha cả nhà. Đây là mẹ Nam Hải nha. Che rồi à? Bẻ em ra. Mọi người trái đi. Hai đứa nhỏ chắc ăn rồi. Ngon. Con bắp rồi cả nhà. Vô ăn vô. Ăn gì ăn món này bởi vì làm giàu quên đi coi. Nó lưỡng hướng luôn cả nhà. Nó muốn cái này ngon hơn.